Nhân Lâm đã được định đoạt ở trong phòng chờ luôn rồi. Ok chưa? Nè, từ đầu tới giờ ấy là từ không phải từ đầu mà là từ từ mấy hôm nay, hai hai ba hôm nay đúng không, là mình coi coi 4 trận, tức là tụi em có để ý là Evos đã phải đánh 4 ván game team 2 rồi không, 4 ván team 2 rồi. Thì sau khi mà thầy ở trong, thầy tính toán là ui không, nếu cố lên kiểu ở trong ấy, ván 4 đã chạy rồi nha, ván 4 đã chạy rồi nha, thì bảo là cố lên mấy đứa, nếu mà thắng được cái game này tới game 5 thì mình sẽ chọn team 1, đó lúc ra là mình sẽ chọn team 1, là mình là lúc ở trong á là thầy lại bàn này, tính toán này. À, team 1 cửa cửa sáng như thế này, team 1 ban pick sáng hơn cực kỳ nhiều luôn. Mình team 2 là mình đang bị kiểu mình đang kiểu nhường những cái lợi thế cấm chọn cho Gam nhiều quá, chứ còn meta lúc này là team 1 cấm chọn sáng hơn. Cho nên là chỉ mong tụi nó thắng game 4. Tới game 5 là nói cho tụi nó cái kế hoạch mà mình sẽ đổi sang team 1. Và mình sẽ chọn những con này, nếu mà nó ban con này thì mình còn con này còn rất nhiều. Zero Day đánh trả ơn ba quyền là không có, chưa làm việc với cả Zero Day bao giờ cả, chưa làm việc cả hung thần bao giờ luôn á. Chứ thua game 4 là thua mẹ rồi. Thì thế thì mới bảo là Xong coi tụi cái nó này cố được ca lên. thầy. Cảm ơn QTV nha. Cái gì hết phải vũ giả không vậy? Ok, chờ coi xong cái này. Vô địch do Outrank gần hơi yếu đó thầy. Chào mừng các bạn khán giả đã trở lại với trận chung kết của VCS Nè, 2018 mùa tính xuân. toán đến cái Chúc cấm chọn mừng luôn này. các bạn đến với EVOS. Và như đã nói ngay từ đầu rồi, nếu như mà cuộc đối đầu này phải bước tới Đó, lúc năm này thì này, không này cần phải này. nói ngay từ đầu rồi. Tụi em nhìn thấy, không? Tụi em nhìn thấy không? Nhìn thấy anh không? Nhìn thấy thầy không? Là lúc này là đang rất là vội rồi. Rất là vội rồi, chỉ mong trận đấu bắt đầu càng nhanh càng tốt. Nhìn này. Nếu như Nhìn mà này, cuộc đối rất là đầu vội này phải rồi. bước tới vòng đấu thứ năm thì không còn phải bàn cãi gì nữa. Đây chính là cặp trận đấu chung kết VCS hay nhất trong lịch sử VCS từ trước cho đến giờ. Và thực sự thì đến bây giờ đối với Gấp chúng lắm tôi mà rồi, gấp nói, lắm rồi. bất cứ đội tuyển nào thắng nó không phải là vấn đề. Chỉ có một điều duy nhất thôi, đội nào thắng Mong cũng tới được, lúc và cái nâng này cúp thì không tốt cho Việt Nam tại MSI, bởi vì để mình có cái kế hoạch để mình trong làm tương liền luôn. lai của Liên minh đoàn thể Việt Nam, chúng Mình ta đã có được kế công hoạch nhận để là mình một làm ngôi luôn. vô địch Đó, và khu vực sang này ván cũng 1 là cho nơi anh. hiệu suất ở tại chung kết thế giới và MSI ở những năm sau nó phụ thuộc vào những màn trình diễn Sang cụ team thể. 1, Và sang khi cái ván blue cuối cùng side. đến với EVOS, bất kỳ ai nếu như thắng ván đấu cuối cùng này hãy làm thật tốt nhiệm vụ của mình. Còn bây giờ chúng ta phải làm một việc cuối cùng ngày hôm nay, tìm ra nhà vô địch mới của VCS, bước vào ván đấu thứ năm. Không ngoài dự đoán của tôi, EVOS quyết định là lật kèo khi chọn bên đội 1. Và thực là như vậy, những điều này sẽ làm cho Vội Game Marine họ rơi vào cái tình cảnh tương đối là khó chịu. Bởi vì từ đầu đến giờ thì Game Marine chưa bao giờ cần phải quá cân nhắc tới việc cấm đi những con bài kiểu như Sejuani hay là Swain khi họ đang ở đội 1. Họ có quyền chủ động là người lựa chọn những vị tướng này. Nhưng bây giờ khi đặt bạn vào đội 2, có hai vấn đề có thể đặt xảy ra. Một là Game Marine bắt buộc phải cấm đi Swain và Sejuani để tránh trường hợp đối phương có thể lựa chọn first pick. Thứ hai, họ để mở ra cả hai. Như vậy là EVOS nói rất rõ ràng, tôi cấm Caitlyn tức là tôi muốn lấy Sejuani. Gấp lắm rồi, gấp Họ lắm đang rồi. gửi một thông điệp, Rồi gấp lắm rồi. Gam còn một lượt cấm nữa, liệu đó Lúc có phải là này gấp lắm Sejuani rồi. không? Lúc này ấy, là 4 bên, 4 game bên Gam đã đánh team 1 rồi. Giờ ấy, game 5 ấy lật một phát đảm bảo bên bên Gam không có sự chuẩn bị luôn. Đây chắc chắn là con tướng mà bên phía của Zizin Thầy đang muốn tính sử số dụng. đề. Một sự lựa chọn an toàn ảnh hưởng đến những tiểu giao tranh tuyệt vời, đảm bảo khả năng Này thấy không, thấy cái lượt ban thứ ba này là cực kỳ căng thẳng luôn. Lượt ban thứ ba này đang 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 còn quá nhiều con luôn, còn quá nhiều con để phải ban luôn. Tức là ấy nha, ở trong ấy là game nào bên Gam cũng cấm con Rakan này rồi, tại vì muội mập không chơi được Rakan, mà con Rakan là cực kỳ nguy hiểm.
là ở trong là biết chắc là bên Gam sẽ phải mất một lượt cho Rakan. Mà ở team 2 thì cần rất nhiều lượt ban nha. Rồi một lượt Kha'Zix của Jhin. Đó là hai lượt rồi. Cho nên là cái lượt này mới bối rối như thế. Kiểm soát tầm nhìn cũng như là bảo Ban toàn vẹn lãnh Cassiopeia. thổ rừng của mình, nhưng Cassiopeia với tỷ lệ thắng là Có mát biết 100% tay. trong tay của Gozo Wow. trong cặp trận đấu này. Để hở ra quá nhiều con. Rất liền. Tức là mình pick Camille trước, mình pick Camille trước. Xong rồi ấy, bên này ấy, họ sẽ giành on. Họ sẽ giành on với cả Sezu, hai con có bắt mạnh đúng không? Mình lấy tiếp là chim với Ezreal. Một sự lựa chọn phân tích đúng là như vậy, rất liều được đưa ra Game bởi 4 đánh lô Evos, tô nhưng nên nhớ rằng đây là sự lựa chọn mà Gear by Marine đã đưa ra first pick trong ván đấu đầu tiên. Đúng, đúng. Khi ở bên phía đội 1 ván đầu tiên, Zeros cũng first pick Camille. Và bây giờ thì Stark muốn làm một điều tương tự. Ván đấu đó Zeros là người thi đấu xuất sắc nhất bên phía của Gear by Marine trong ván thắng. Bây giờ anh ta sẽ bị gặp một cái sức ép là tôi sẽ phải làm gì với con Camille này. Và vẫn sẽ là con on. Gam vẫn đặt nặng sự an toàn chứ họ cũng không muốn cho phép này trong ván. Lúc này dặn gì sửa tác người ta không nhớ đâu. Để nhớ lại, để nhớ lại. Rất liều. Một sự lựa chọn phân tích đúng là như từ từ đã, để nhớ lại nha. Rất liều. Một sự lựa chọn phân tích. Lúc này ấy, là phân tích Camille đúng không? Bên kia, nếu bên kia chắc chắn là sẽ lấy on luôn, chắc chắn sẽ lấy on ngược lại luôn. Tức là mình sẽ đánh cái chiến thuật macro đẩy cánh. Cái này mình tập luyện rất là nhiều rồi, đó đó, nó như thế đó. Thầy phải dạng sở tắc cầm TB với thiêu đốt rồi. Thầy bảo là đã vô đầu mà dương. Đúng là như vậy, Đó. rất liều được đưa ra bởi EVOS. Nhưng nên nhớ rằng đây là sự lựa chọn mà Gear by Marine đã đưa ra first pick trong ván đấu đầu tiên. Đúng, đúng. Khi ở bên phía đội 1 ván đầu tiên, Zeros cũng Minh Lộc first đau pick đầu rồi, Camille. Minh Lộc đau đầu rồi. Và bây giờ thì Stark muốn làm một điều tương tự. Ván đấu đó Zeros là người thi đấu xuất sắc nhất bên phía Gear by Marine trong ván thắng. Này, tụi em coi cái tốc độ mà pick tướng của Evos rất là nhanh luôn, là tất cả đều trong nằm trong tính toán rồi. Bây giờ anh ta sẽ bị gặp một cái sức ép là tôi sẽ phải làm gì với con Camille này. Và vẫn sẽ là con on. Gam vẫn đặt Bể nặng tướng sự hẹp, an toàn chứ bể họ tướng cũng sở không tắc cho hẹp lắm phép đúng kiểu không như thầy? là Ừ, đưa ra một kèo cũng chỉ carry có ở 5 dây 6 như thế con này. à, cũng hẹp. Và đầu thứ năm rồi, có lẽ mọi những cái tính toán mà kiểu như phiêu lưu nó nên được bỏ đi đến từ cả hai bên. Mà nhưng nếu như để nói về sự phiêu lưu thì tôi tin chắc rằng cái con Camille này của Zac đó không phải là sự phiêu lưu đối với EVOS. Đó là một con bài anh ta sử dụng quá chắc chắn. Nó đã thể hiện xuyên suốt giai đoạn vòng bảng của EVOS và chúng ta đang được xem một trong số những pha highlight để đời của Stark với sự lựa chọn Camille. Bây giờ nếu như mà EVOS chọn Zac hoặc là Zafan, tôi nghĩ rằng sẽ tới lúc No Way phải tính tới con ôi họ lấy Ezreal để họ chọn Zac. Tôi đang muốn nói về con Ezreal này. Lốc đi, lốc đi. À, lúc này. Chọn Zac. Tôi đang muốn nói về con Lúc Ezreal này là này. Nói là lốc đi, lốc đi. Rốt lốc đi. Đừng cho bên kia suy nghĩ. Lốc đi cho anh. Mọi thứ tin anh. Như là đến ván cuối. Bên kia không kịp trở tay. Lốc đi. Mới quyết định bung lụa. Rồi rồi, đau đầu rồi, đau đầu. Nhanh quá không có thời gian tính nữa. Trong ván đấu thứ tư khi họ lốc đi là đội sẽ phải nhận thua cuộc. Đã lên kế hoạch hết rồi, trước lốc đi càng nhanh càng tốt. Định giấu những sự lựa chọn này đến tận ván đấu cuối cùng. Nó thực sự là một con bài cân não khi họ chuyển sang bên phía đội 1 và khi họ đưa ra liên tiếp những sự lựa chọn ép đối phương vào thế. Và giống như gì mà nhắn vội lắm rồi. Khi mà nhắn rồi, mà nhắn rồi, vội lắm rồi, gấp lắm rồi. Bây giờ Marine cần phải cân nhắc tới việc là liệu có nên cấm đi Jack hay không. Họ cấm chọn thật nhanh, pressing luôn. Hai họ luôn luôn cấm đi Ana. Pressing toàn săn luôn. Họ vẫn sẽ phải làm điều đó trong. Này, bây giờ mình pick Ezreal rồi. Mình pick Ezreal rồi. Mình ban con cắt lin rồi. Mình ban con cắt lin rồi. Mình biết cho đây rồi, mình ban nó cứ lên phe một rồi. Giờ thằng Long nó chơi được con gì thì ban. Và rớt này. Trong tình huống này nó chơi được Chitana nữa nha. Vấn Nó chơi đề được là Chitana họ sẽ chọn nữa xạ thủ trước hay là chọn hỗ trợ trước để cho Archie sẽ giải quyết cái vấn đề là cứu ban. No Way như thế nào. Còn một cơ hội nữa. Còn một cơ hội nữa nếu như No Way thực sự vẫn là được con là bài No Way đi. Mình kiểu như Ashe, Tristana hay gì đấy. Tất nhiên là Chisana là một sự lựa chọn tuyệt vời, nhưng tôi đang muốn nói nếu như muốn lựa chọn Ashe thì cái sự lựa chọn thứ tư nó không nên bị cấm đi đến từ bên phía EVOS, đó chính là Tam Ken. Tam Ken cần phải được khóa lại sớm nếu như còn để hở ra dành cho Gear by Marine, nếu như họ thực sự vẫn muốn đưa sự lựa chọn Ashe vào trong tay của No Way. EVOS đang muốn cấm Tristana.
Tôi đang đọc khớp từng khuôn mồm của Violet. Rồi, Tristana đã bị khóa. Như vậy là nếu như theo đúng những gì chúng ta đã dự đoán, Sam Ken sẽ là thứ được khóa lại ngay bây giờ để đảm bảo an toàn cho No Way. Lúc này là gấp rồi. Lúc này ấy là mình ban Tristana, ban Varus, ban Tristana đi. Giờ là Long nó còn con Ace, còn con Ad. Nhưng mà cái game trước nó vừa thua rồi. Con Ad game trước nó vừa thua rồi. Cho nên là chắc là nó không dám đánh hay gì. Cho nên là nó không biết là phải chọn con gì này. Nếu mà chọn một con khác mà không thuận tay thì đi. Con Ad thì nó vừa thua rồi. Nó vừa thua trận trước rồi. Nhưng nếu như lựa chọn Ash trước, bạn nó mất sự tự tin rồi. Còn lúc đấy cơ hội để có thể thoát đến từ No Way. Nhưng mà nếu đúng ấy thì là phải chọn con xạ thủ lúc này. Long nó không hết con luôn rồi, nó không dám chọn con Ash. Cái ván trước vừa thua xong. Thì không cần con Tam Ken. Cho nên là kêu muội mập tự tin con gì chọn trước đi để nó nghĩ thêm. Thế là chọn Lulu. Lulu cực kỳ mạo hiểm, Gam cần thêm thời gian để nghĩ về con xạ thủ. Và để xem rằng liệu có phải là Jack được khóa lại đến Bifield Evos hay không. Còn em nói gì nhỉ, Hyper Carry Cockmore. Với tôi có đề cập tới ngay từ giai đoạn đầu tiên của trận đấu. Mà liều quá không, đối phương xin nếu mà đối phương lấy Zavan chẳng hạn. Zavan và xin sát của bạn cầm luôn. Cockmore và Ash, thật các Ash và Cockmore sẽ rất giống nhau là cái độ cơ động kém. Và bạn gặp những vị tướng như vậy đúng không? Và thật các trận đồ cũng vậy. Con chăn đồ ấy, lúc trước nói với Zijin ấy là không cứ pick hai con này đi, mình đều có chiêu chạy cả, mình macro, mình đánh đẩy ba cánh, mình đánh chia mình 1-3-1. Rồi mình giữ con chăn đồ lại, con chăn đồ là một cái con mà counter con Seju cả, counter con On. Mình giữ hai con này lại. Đó. Tên này pick luôn. Đồ này vẫn có thể là hỗ trợ nha. Đúng. Đây vẫn có thể là trên đồ hỗ trợ. Xong rồi ấy, lúc này ấy, hỏi Ron là giờ ấy ván 5 rồi. Mình đánh combat không? Tụi bên team này có nhiều con combat tổng cũng khỏe đấy. Giờ combat tổng gì? Mình vừa đẩy cánh, mình vừa combat tổng luôn. Mình vừa đẩy 1-3-1 bằng Camille với cả Azir, mình đẩy cánh. Rồi con Taric đánh đép trong trụ cho anh. Chúng ta cần phải xem được Taric đánh đép trong trụ cho anh đưa ra sẽ là như thế nào. Trundle cùng Edwin cũng không phải là bộ đôi có thể phối hợp quá ổn với nhau. Nếu như bạn sử dụng Trundle trong vai trò đi Taric rồi, anh ta sẽ rất khỏe. Chân đánh đép trong trụ cho anh, nó kéo trâu, nó rờ, bật ulti chiến luôn. Seju Anh thì tại sao rất khỏe với cái chinh phục của mình, cái hút được lượng giáp của đối phương với cái băng vĩnh cửu, cái nội tại của Seju Anh. Lúc biết xong đội hình là thấy là tràn đầy khí thế luôn á. Bây giờ cho phép bên phía của Gam, đội hình này thật ra cho phép bên phía của Gam chọn một xạ thủ không đủ cơ động. Này, có thể tụi em không biết nha, là khi mà chuyển sang team 1 ấy, Stark có cho mình con Camille, một con tướng tủ. Ezreal Slay cũng là tướng tủ. Azir cho Warzone cũng là tướng tủ. Rồi cái Taric này cũng là tướng tủ, nhưng mà kiểu nhìn bên phía đội hình của Gam rồi mới pick con Taric thôi. Còn con chăn đồ này thì tùy tình huống. Nói chung là Zijin bảy tướng nó cũng rộng. Cho nên là để con chăn đồ lại kiểu là một cái mảnh ghép, nó counter, vừa counter bên kia mà nó vừa kết nối lại. Nó kiểm soát bản đồ cho mình đẩy 1-3-1. Đó, ở trong ấy, lúc tính xong game 4 này, xong rồi thử tính cái trường hợp mà mình ở team 1, thử tính cái trường hợp mà mình team 1, xong rồi, ui, má sao mình ngu quá ta, mình chấp Gam từ đầu đến giờ, lấy cái lợi thế team 1, nếu mà mình team 1 thì mình có được những con này toàn con ngon, toàn những con thuận tay, nghe anh, mình chọn team 1, game 5. Rất xin, an toàn. Xin cái cúp. CV được đưa ra là một sự lựa chọn rất an toàn. Và nếu như No Way khéo léo, anh ta sẽ né ra khỏi được cái tối hậu thư được gửi tới từ Stark. Đó là một sự lựa chọn an toàn. Và thể khả năng đi được lên được mùa này có nghiện không ạ? À? Không nghiện nha, không nghiện nha. Cái mùa này ấy, là do tập luyện nhiều ấy. Tụi nó tập luyện nhiều, Slay tập luyện nhiều ấy, với cả ngủ ít. Thua trước Ezreal Taric được. Cho nên là ốm, hơi nghiện, hơi nghiện. Thua trước đối phương là quá thấp với khả năng đẩy đường cũng như khả năng chống chịu của bạn. Điều đặc biệt hơn. Đấy lúc này là
đánh đánh 4 ván team 2 rồi, đánh 4 ván team 2 rồi, giờ mà mình đổi sang vát ấy là kiểu mình có cái sự chủ động ấy, mình tính trước ấy, mình đổi team 1 phát là Gam kiểu không biết. Lúc đó là Gam đánh xong cái trận 4 nhá là họ không biết là mình chọn team nào. Cho nên để mà tính, không biết là mình chọn team nào để mà tính toán. Còn trong khi ở trong ấy, phòng chờ ấy là nếu mà thắng trận 4 là tính toán là thầy tính toán hết ở trong game 5 rồi. Là vô là đổi phát là chỉ múc thôi. Là sẽ không bao giờ lo bị no way, bị những tình huống outplay tới từ Ronopi với những pha làm choáng từ Dừng ngay tầm cái mũi xa, của những Lộc pha mà anh ta vừa bật lấp lánh lên cùng với tốc biến. Chính xác là như vậy. Chẳng có một lý do gì để cho CV lại bị làm choáng bởi Taric cả. Trừ khi nào trước đó no way là cái kiểu như là dùng cái khiên phép của mình để hứng một cú quy của Ezreal chẳng hạn. Còn nếu không giữ lại cái khả năng chống làm choáng đó thì bộ đôi Ezreal Taric chỉ có CV à? thể là chờ đợi rừng xuống mà thôi. Lúc này là Và gấp lắm rồi. con CV này tôi không nghĩ là con tướng mà bên phía của Gam gọi là chuẩn bị sẵn từ đầu. Đây chỉ là một tình huống mà tới ván 5 Tình rồi. thế. Cảm giác là bây giờ hỏi em cảm thấy tự tin Vừa con nào thở nhất oxy vừa thì đây tính là con CV. Giải Taric. pháp an toàn nên được đưa ra đúng là nên là CV trong mẫu tướng còn sót lại. Thì CV à? con bài cơ động duy nhất trong vai trò xạ thủ còn sót lại có lẽ là Lucian. Nhưng đó không bao giờ là yếu một quá, sự lựa chọn meta quả rất yếu. Yếu quá, xạ thủ Lucian thì yếu lắm. Và Lucian vẫn sẽ bị counter bởi Camille, điều đấy đem CV ra ván đấu. Và thực sự ván đấu này với những sự lựa chọn mà cả hai đội tuyển đang đưa ra, nó thực sự Hồi rất này xứng CV đáng không phải là trận meta, đấu hồi chung này kết CV hơi của yếu. cặp VCSA lần này. Nhưng mà thực sự chắc là là như cũng vậy, nhưng tướng mà thuận đang có tay một của con Long tướng cua. ở một vài vị trí, nó là những con tướng Tướng đã thuận làm tay được của tầm Long tuổi của kia họ ở cua. mùa này. Chúng ta có Ryze của Zero Day, chúng ta có Nói chung Azir là của tới cái ván này rồi ấy, bên Gam cũng muốn chọn cho mình những tướng thuận tay nhưng mà nó hơi dưới cơ. Ví dụ như Lulu của Mụi Mập là Mụi Mập chơi Lulu rất là hay. Zero Day vẫn chơi Rai thôi, Zero Day là tướng tủ là Rai. Đó. Còn ngài Glenn Chalet thì tướng tủ vẫn là con Sejuani thôi. Con On thì Minh Lộc nó chơi cũng hay, On thì Minh Lộc nó chơi cũng hay. Rồi nói chung là cũng thuận tay nữa. Nhưng mà bị một cái là con tướng tủ của Zero Day là Rai thì nó lại hơi dưới cơ với con chim của Ozone. Đó. Còn hai con tướng tủ của Zeroth với cả ngài Glen Chalet thì bị con chăn đồ của Zijin counter. Warzone Tên này là pick chăn đồ rồi. là tình huống. Con CV mặc Theo dù tình là huống một trong thôi. những khoảng thời gian vừa qua meta không phải là được lựa chọn nhiều. Thầy nghĩ thời đỉnh cao của Stark với Zeroth ai ghê hơn thầy? Chắc là Zeroth đấy, tại vì đợt đợt Minh Lộc nó ở phòng vũ Buffalo nó chơi hay Cùng lắm. lắm thì nó luôn luôn là một Phòng con vũ xạ thủ Buffalo rất nó chơi mạnh. ghê lắm. Ván đấu quyết định ngôi vô địch VCS. Mùa này có trailer các kiểu căng nhỉ, mùa này hơi gắt gỏng. Ủa cái gì đấy, bắn thuyền à, bắn tàu Ván đấu quyết à, định giữa gà hai đội à, con chim là chung con chim kết măng, giữa nhầm nhầm Giga nhầm nhầm, Marine con gà con gà. và EVOS. Và đây là điều mà tôi luôn làm trong những ván đấu quan trọng nhất của VCS. Mặc dù chúng ta chỉ có hơn 100 người ở đây thôi, nhưng tôi nghĩ rằng con số không thành vấn đề. Fan EVOS các bạn đang ở đâu? Tại GG Stadium. Và đương nhiên, Warzone thời này già rồi mà vẫn kinh nhỉ. Những fan hâm mộ của Giga Marine. Nói chung là để mà nói về cái thời này ấy, để mà nói về cái thời này của Evos ấy thì anh nghĩ là nếu mà mùa này không vô địch đi, nếu mà mùa này không vô địch đi thì nếu mà giữ cái tinh thần như thế đấy thì sớm muộn gì cũng vô địch. Vì sao? Là vì cái mùa này thì tụi nó cũng đều nỗ lực của bản thân rất là lớn. Nhất là Warzone với cả Slay. Nhất là Warzone cả Slay, cả Stark nữa, cả Ronobe nữa. Zijin thì nó bình thường, nó ngủ nhiều, nó ngủ hơi nhiều. Nhưng mà mấy đứa kia thì nó nỗ lực lắm. Chắc chắn là không mua vô địch mùa này sẽ vô địch. Sẽ vô địch thôi, sớm hay muộn. Hãy thể hiện tình yêu của các bạn cũng như sự cổ vũ của các bạn cho Giga Marine đi ạ. Hoàng Luân vang tên Evos là thầy quyền ngã từ từ rồi à? Lúc này pháp sư vẫn chưa, pháp sư vẫn trong chưa, lịch lúc này pháp sư vẫn chưa kiểu kích hoạt cái năng lượng tiềm ẩn của mình. Bây giờ pháp sư mới ghê này, bây giờ pháp sư mới ghê cả này. các giải đấu của chúng ta và trong lịch sử
lên máy điện thoại từ trên giờ, bất cứ ván đấu nào gặp trục trặc từ đó không còn vô địch nữa, đương nhiên sẽ là một trận đấu hay. Và quả thực cái cặp trận đấu này nó gặp rất nhiều trục trặc rồi, và đến tận trận đấu cuối cùng nó vẫn đang dính phải một vài những sự trục trặc nhỏ nhỏ. Vô rồi chưa không cái gì. Đầu tiên vấn đề quan trọng nhất luôn luôn là tiền đâu. Nửa tỷ hai từ đầu đến giờ, chiếc cúp vô địch dành cho nhà vô địch VCS 2018 mùa xuân. Và thứ ba, cái này mới quan trọng nhất nè, thăm chữ MSI 2018. Đó sẽ là một sân chơi tuyệt vời dành cho những game thủ rất mới đến từ cả hai đội tuyển. Tất nhiên khi chúng ta điểm mặt gọi tên những thành viên đang tham gia vào trận đấu chung kết này, chúng ta có tương đối nhiều những cái tên đã được tham gia vào MSI. Nhưng song song với đó, rất nhiều những tên tuổi mới đang cần phải phát triển, đang cần có cơ hội cọ sát để có thể tăng tiến thêm trình độ của bản thân Việt Nam so với đấu trường quốc tế. Khịa nữa. Và tôi tin rằng với những màn thể hiện mà Gear Marine cùng Evos đưa ra, chúng ta anh xem bán nhật từ cặp đầu luận cặp một trận đấu thời này với Hoàng Luân giờ đi đâu. Bán nhật vẫn làm trong Ghana thôi em, nhưng mà làm ở bộ phận khác. Nói chung là bán nhật cũng là một cái có huyền thoại của cái bộ môn liên minh này, tại vì bán nhật là làm ở trong cái mảng dịch thuật, với cả trước cũng có làm hỗ trợ cho anh em SRG nữa, Sài Gòn Joker đời đầu á. Đó. Đang tỏ ra là vô cùng xứng đáng, và tôi tin chắc cái màn thể hiện của họ khi tiến đến với MSI sẽ làm cho Liên minh điện thoại Việt Nam rạng rỡ hơn. Chúng ta bước ngay vào ván đấu quyết định này với những pha di chuyển đầu tiên lần này, thì chắc chắn team VCS của quá quan trọng, những không có quá nhiều sự mạo hiểm. Slay với mức năng lượng này, anh ta đã bắn hai cái phát bắn thần bí rồi để kiểm tra tầm nhìn. Dream Team hiện tại gì? Dream Team hiện đại đúng không? Dream Team hiện đại đúng không? Để xem nào. Nếu mà nói về Dream Team thì chắc là cái hiện tại thì cái All Star thôi, cái đội hình All Star thôi. Lấy từ cái đội hình All Star hiện tại bây giờ thôi. Kèm thêm sọp nữa. Năm cái đứa All Star. Thêm sọp nữa cho thầy. Thêm sọp mờ nữa, không phải sọp S nha, sọp mờ. Lượng tiền đầu tiên và ta sẽ tiến vào khu vực vùa xanh của đối phương và làm choáng Ronobi không trúng. Slay vẫn đang giữ quy, vẫn đang giữ quy, anh ta nói sọp đấy, anh ấy từng sọp S thì thôi. Vẫn không trúng ai cả. Phát đầu tiên anh ta bắn trúng đâu quay. Và thực ra nó là một phát rất giá trị. Nó đem lại cho Slay một túi tiền và anh ta vừa kích 80. Nó được 80 tiền. Tóm là con số khá ổn, một con mắt kiểm soát cho giai đoạn đầu tiên của trận đấu. Và quay trở lại với giai đoạn đi đường thì cả hai bên cũng tiếp cận đến với những con lính khi cả hai đều không mất bất cứ một chỉ số lính cũng như kinh nghiệm nào cả. Rất cân bằng thứ cả hai bên. Warzone chủ động đẩy nhanh được lính đầu tiên cắm một con mắt vào bãi chim quỷ biến dị. Và dường như Chris Sky có thông tin, anh ta né ra khỏi bãi chim quỷ biến dị. Kia hay hơn thầy ơi ạ. Của đối phương tiến vào Kia thì chưa tiếp xúc, chưa làm việc với Kia Gia. Cho nên là chưa biết Kia Gia đánh như thế nào. Anh ta nâng một cái khoảng thời gian khá là lâu, đợt lính đầu tiên chạm nhau ta. Nói vậy làm Jin Slay buồn sao thầy, thì bình thường mà thì làm sao mà đánh hai được bằng sọp mờ, phải có sọp mờ trong đội hình chứ, thì Slay đánh cũng hay nhưng mà mình nghĩ là Ballet vẫn hơn một xíu, vẫn chưa xài nha. Nhưng sau đó chúng ta thấy đợt này Evil đồng tiền bạn thích thật sự đúng rồi, đợt này Evil đồng tiền trùng. Không phải là đẩy lính, thực ra nếu như bạn nâng quy đầu tiên thì không phải là đẩy lính câu máu, bạn tung vào đối phương thì chính xác hơn. Nếu bạn đẩy lính bắn phát được túi tiền luôn thôi sao, và sự lựa chọn khi lên cấp độ 2 bắn phát lỡ được túi tiền nữa thật toàn. Khi bị đối phương giữ khoảng cách là không làm được thêm gì cả. Zeray tiến ra nhưng còn hồi máu, anh ta còn hồi máu tốc biến. Rất mạo hiểm. Tôi nghĩ là có lẽ anh ta nên làm điều này sớm hơn, kiểu gì thì cái tốc biến của anh ta cũng sẽ mất, và bây giờ anh ta bắt buộc phải đổi cái hồi máu sang thành dịch chuyển để quay trở lại giai đoạn đi được. Tôi nghĩ rằng thực ra pha vừa rồi anh ta nên dùng hồi máu sớm để chạy thì là đại tốt, pha lại chơi là tốc biến quá trễ trong tình huống vừa rồi. Sự lựa chọn vừa rồi cũng một phần may mắn. Vừa rồi vô địch nhiều nhất VCS đúng không thầy Quyền? Hồi máu 8 lần á? Hình như là Slay 6 lần mà. Làm gì đến mức thằng áo 8 lần? Chỉ tầm khoảng hơn 4 phút nữa thôi, anh ta sẽ có lại cái tốc biến của mình. Nhà 4 phút vẫn dài nha, rất dài. Và đặc biệt khi mà bạn là một vị tướng không có kỹ năng chạy trốn, mà người đi rừng của đối phương là Chandler với những cái farm thôi. Nói chung là farm thôi, pick cái đội hình, cái đội hình này là tập luyện rất là nhiều rồi, farm thôi. Lát nữa đánh macro là gam không chịu nổi. Cái đội hình này là Evos tập luyện rất nhiều, đánh lát nữa cứ farm, chỉ cần ngang thôi nha. Không nói là có lợi thế lúc đầu, có lợi thế lúc đầu thì dễ hơn nữa, còn chỉ cần ngang thôi
là macro gam toang. Khó chịu, mặc dù không phải là kỹ năng khống chế cứng, nhưng một cái cọc băng đặc đẹp nó còn ghê hơn một pha làm choáng nữa kìa. Bởi vì cái thời gian mà bạn cần để đi vòng qua cái cọc băng đó nó dài hơn bất kỳ một pha làm choáng nào. Bởi vì chúng ta không thể gọi đấy là đi hay là chạy, mà chúng ta phải gọi đấy là lết. Bạn thực sự phải lết qua cái phạm vi ảnh hưởng của cọc băng khi nó làm chậm quá nhiều. Còn quay trở lại với cuộc đối đầu khu đường dưới, thì ban đầu tôi cũng định muốn kiểm tra xem liệu rằng No Way có sử dụng sách phép trong ván đấu này hay không. Nhưng sự lựa chọn của anh ta cũng rất an toàn, nó là bước chân thần tốc. À, đặc biệt khi mà bạn đi với Lulu thì có lẽ bạn sẽ lấy sáu lần nhiều nhất rồi. Tới sự lựa chọn sách phép sắp này, bảy lần bởi vì chưa chắc nghe. Nhưng cơ điểm là như còn thế này, phải tùy. Chúng ta đánh giá cao khả năng đẩy đường của cặp đôi bên phía của Gam hơn. À, tức là cái bảng tên phía trên thì nó đang bị sai chia chỉnh lại, à, đổi ngược bên á. Bất ngờ quá, tự nhiên hai bán vốn cái emote nhờ lật kèo cho bộ phận kỹ thuật cũng cũng không không chuyển kịp. Thì đó phải không? Đến bộ phận kỹ thuật mà còn thoáng mà. Đâu nhỉ? Nó đang bị sai chia chỉnh. Phía đó của Gam hơn. Đánh giá cao khả năng đẩy đường của cặp đôi bên phía của Gam hơn. Nhầm à, ở đâu ta? Cái bảng tên phía trên thì nó đang bị bảng tên lại, à, đổi ngược bên á. Bất ngờ quá, tự nhiên hai đội tới ván vốn cái emote nhờ lật kèo cho nên bộ phận kỹ thuật cũng cũng không không chuyển kịp. Thì chúng ta lẽ ra nghĩ là Gam đẩy đường nhưng họ lại không đẩy ở đường dưới, còn ở đường trên là pha tấn công đến từ Chris Kai. Stark đã cố gắng chạy đu dây móc vào tấn công. Pha này sờ tắt tiếp của Lát này. Nhưng sát thương vẫn còn thiếu, thiếu nhẹ một cái. Phát đánh thương cuối cùng chưa đủ. Stark tạo giáp nhưng vẫn phải nằm. Pha này sờ tắt tiếp của Lát. Ozeros không nằm. Stark quá tự tin, tôi phải nói thật rằng Stark quá tự tin. Anh ta muốn lật kèo, anh ta tự tin vào lượng khiên mình tạo ra, anh ta không sử dụng cú tóc biến và đó là sai lầm chết người. Một ván đấu thứ năm nó không cho phép những sai lầm như vừa rồi hay những sự liều lĩnh như vừa rồi nó xảy ra. Và Stark giữ lại tóc biến của mình lên bảng điểm số. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, anh ta nằm xuống nhưng đối phương mất tóc biến và dịch chuyển. Đánh hai tức mà là GZ bắt buộc sẽ phải cố gắng di chuyển lên khu vực đường trên để đầu tư một pha mà lấy lại lợi thế dành cho bên phía Stark. Với cái lợi thế chênh lệch về tóc biến này, khi có tóc biến, những pha đu chê móc và kết hợp với tóc biến sẽ chắc chắn làm choáng. Không có ai mua nếu lá như lên có không cả bấm. Cái đại cái tổng thư nữa thì Zin và Stark sẽ rất dễ dàng có điểm hạ gục ở đường trên. Vấn đề là Zin lên đường trên như thế nào và nếu như anh ta có thể thực hiện được cái khoảng thời gian chống tầm khoảng 5 phút một mạng bình thường, một mạng bình thường không có tốc biến và biến đội hình Evos càng đánh càng mạnh thì có thể ganh ở khu đường trên hay thực hiện những pha đảo đường ra khu đường giữa để tấn công vào Zeo đây giống như gì mà Zeo đã làm trong ván đấu đầu tiên thì đó thực sự là viễn cảnh quá tuyệt vời. Một mạnh đó. Nhưng điều đấy vô cùng khó để có thể xảy ra. Thế lính ở khu đường giữa luôn luôn được đẩy dành cho Warzone và Zeo đây biết mình không có phép bổ trợ, anh ta nấp rất xa. Đó, tức là lính đẩy về phía của Warzone. Chúng ta đã nói về điều này, con Rai tự nhiên không thấy con trên độ đâu cả, không tốc biến. Địa ba lần về gì? Không dám đẩy lên. Đúng rồi em. Và nãy giờ thì Zeo đây đang phải địa mập vua về gì mà. Đẩy. Nãy giờ lính Gam hồi này mà mời quách ba rộn béo thì anh quyền tuổi nó à. Như vậy nữa. Anh ta bắt buộc phải gọi Chris Sky ơi ra đây cover cho tao. Lúc này có thể farm được. Ba gà vẫn còn làm tuyển thủ mà. Nhưng mà ba gà vẫn còn làm tuyển thủ mà. Anh ta chạy được hay không đây? Quay ngược lại tấn công thì không được. Trời ơi, cắn lõm đầu luôn. Chris Kai cũng cắn lại Chris Kai. Không tốc biến, không vô la băng và nằm xuống. Ui đi luôn. Evos liên tục lấy được khúc này là đi. Và không thể nói rằng đấy là sai lầm mà kia ba khúc này là đi. Khúc này là Zero đây đi. Anh ta thoát đi bằng xung kích bỏng cháy cấp độ 5. Ui giời. Lấp lại trượt. Zero né được. Quay ngược trở lại trả sát thương, gọi hỏa dương hiệu chiều ra, quay ngược trở lại tấn công vào Stark. Anh ta sai lầm. Pha này, Minh Lộc chạy được về mà định cân 2 đó. Pha này Lộc nó chạy được mà nó định cân 2. Dương hiệu chiều lần 2 của Zero. Và đó là lý do tại sao mà anh ta phải nằm xuống. Stark đã mùa có một này xử lý. Á, thầy ngán team nào ở VCS á? Chắc là IG. Ở thời điểm ban chắc đầu là IG. Kết hợp được với cú chơi lá. Mùa này IG cũng ok. Nhưng mà IG bị loại khỏi ấy luôn. Tốc biến và không kích hoạt hỏa dương hiệu chiều. IG như hạng 3, hạng 4. Thì là điểm hạng 3, hạng 4. Loại hả? Chúng ta thấy hai người chơi khu đường trên rất tự tin. Họ so tài kỹ năng với nhau. Đúng rồi. Và kể cả những tình huống bị lên ganh, họ vẫn luôn luôn tìm kiếm một cơ hội mỏng manh để có thể hạ gục được một nhưng mà, hai người trước khi Gam mạnh hơn, Gam mạnh có hơn. Có thể dừng lại mức độ đổi mạng cũng được. IG hạ 4 nhưng mà Gam mạnh hơn. Chính là như vậy. Trong khi đấy chúng ta cùng xem là tình huống thi đấu cùng đường giữa. Mùa này Gam mạnh mà. Suffer rất dễ dàng cho Warzone. Một cọc băng được đặt lên để cản không cho Zeo đây sử dụng chiêu cuối cũng như thoát về được. Chris Sky trở nên vô cùng mỏng manh sau đấy dưới lượng sát thương được gây ra và khu đường trên. Một màn cò quay khi thấy có sự chắc là Gam ấy chứ và còn Zero đã rất chủ động. IG cũng mạnh nhưng mà không đầu tiên, chưa tới né thành công một cú lấp lánh được tạo ra từ hai người nhưng rất khó chịu mùa bởi mùa vì này được tạo ra IG cũng mạnh nhưng mà họ họ chưa có một
của vô tình bóp họ có huấn luyện viên chưa ta? Và ừ, tức là cái cú hút mùa này Gam IG cũng được nhưng mà họ chưa có huấn luyện viên chuẩn cho lắm, cho nên là không không ngại lắm. Evos đang dẫn trước, họ đánh đúng với những gì mà đang có ở trên cái ván đấu này. Chúng ta đã nói về việc là Zero Day không có tốc biến và Zin khai thác đúng vào chỗ đó, đây là những điều đã được dự đoán trước. Vấn đề là biết là một chuyện nhưng thực hiện nó như thế nào là một chuyện khác. Evos thì làm quá xuất sắc, họ giải quyết được hoàn toàn vấn đề đường giữa. Một khi con Ryze đối đầu với lại Azir mà bạn đã bị tuột lại phía sau, khả năng gượng lại của bạn nếu như chỉ là một một đường giữa là vô cùng thấp. Bạn chỉ con Ryze giờ mình rồi, con Ryze giờ bị pha này là xong ra những chỗ khác mà thôi. Và kể cả là bạn có gượng lại về lực con Ryze bị pha này là đi thì rồi. Có một điều cực tuyệt vời mà Evos đã làm được, đấy là bây giờ Ryze sẽ không thể nào di chuyển ra hai cánh và súng những cú chiêu cuối được mình nữa. Khi Warzone liên tục gây áp lực ra khu đường giữa, một tình huống đảo sai thôi, né được bola bằng Hàn. Quay trở lại chủ đề trước, một tình huống đảo sai từ Zero Day. Cái trụ thứ nhất khu đường giữa có nguy cơ phải mất đi. Hiện tại á? Là băng trụ, là tại chẳng án team nào ạ? Thành công được hoàn dữ liệu triệu với tôi đầu tư. Pha lại ẩu, pha lại ẩu. Tốc biến thoát đi với một máu. Pha lại ẩu. Zero Day tốc biến đuổi theo. Hạ cùng được GG. Đai Minh Lộc pha lại ẩu. Pha lại Minh Lộc full cây máu. Pha lại Minh Lộc full cây máu dám đai. Tình huống đảo sai thôi. Né được bola bằng Hàn. Quay trở lại chủ đề trước, một tình huống đảo. Nói chung là nhiều team mạnh mà Gam này, Flash này, TS là Severus đều mạnh này, những cái đội mà mùa trước đều mạnh này. Sai từ Zero đều mạnh này. Cái trụ thứ nhất khu đường giữa có nhưng mà phải mất đi. Mình phải có sự tự tin của mình. Trụ, mình không được sợ tí nào hết. Thành công được hoàn dữ liệu triệu với tôi đầu tư. GG gặp nguy hiểm, tốc biến thoát đi với một máu. Zero đây tốc biến đuổi theo. Ôn sờ ta sắp đánh rồi. Về được vì anh ta còn bắn dây móc và thậm chí Sejuani đang đảo lên. Sejuani đang di chuyển và Chris Sky đang chặn được đường chết. Hạt không nổ. Hoa được chết hơi ẩu. Bởi Chris Sky, Zero Day chặn được đường rồi. Đai Minh Lộc hơi ẩu, đánh farm từ từ là ăn. Một cổ ngữ, Chris Sky chặn một đầu. Đó là điểm hạ gục dành cho ai đây? Zero Day là người dứt điểm. Nào dành cho các coi xong trận này rồi coi. Coi xong trận này rồi All Star. Một phát bắt chung thực sự nói toàn giáp và bạn là Jijin với channel bạn chế. Tua từ cái khúc mà tua từ cái khúc mà tua từ cái khúc mà khúc nào mà thắng chắc rồi. Tỷ số điểm hạ gục là ba đều tiền. Tua từ giờ không nào mà thắng chắc rồi. Đáng kể cả và Gam nhưng họ có một suy nghĩ khác. Chris Sky đang đứng trên ở đường xong, quả lại không có thở oxy. Thì pha này đúng rồi, pha này thở oxy. Nó đơn giản. Pha này trong thở oxy luôn á. Đối tượng bị cầu máu là Ronald P. Chris Sky. Coi từ giờ khúc. Thế kiểm soát tầm nhìn xung quanh khu vực hang rồng. Đường thật nhanh mà xua thẳng ăn đi con rồng đầu tiên trận đấu. Dù cho đó chỉ là một con rồng nước nhưng nó rất quan trọng với những mẫu tướng như On, như Sejuani khi cần phải đối đầu với những khả năng đẩy đường cực mạnh như kiểu team ba Mỹ chuẩn bị công bố xạ thủ Huỳnh Chí Lia gần như là không có chân lần và chỉ số lần 100 dí hoài đứng giữa dí Lia hoài đường trên thì kế của Evos lại một nguồn tinh tế khá khá bởi vì chúng ta so với chỉ có 1.300 cộng với 700 tiền tức là 2.000 tiền tới từ lọc xanh quá nhờ lọc ao 320 CS không số chân lần chính xác từ rằng là họ có thể sẽ có dưới của bên phía Evos bê về nhà. Và do đó khu vực dưới bản đồ của Evos bị yếu người. Họ ngay lập tức lao vào cầu. Năm nay Zeros còn ngắt như phản ứng cực còn ngắt như còn ở Buffalo không á. Không, không bằng đâu em ơi. On đánh hơi. Hồi ở Buffalo Zeros nó chơi ghê hơn nhiều. Nếu như anh ta có tình huống kiểm soát tầm nhìn thì người gặp nguy hiểm. Buffalo Zeros nó chơi ghê hơn nhiều. Cái mũi của đồ Zeros. Pha đó thì thật ra ngay cả khi là biết chắc chắn 100% thì Zeros đó, Zeros không cách nào có thể cướp được bởi vì đường giữa Warzone đang là người Evos. Trao đổi này Evos tận dụng thành. Trong khi đấy thì cái pha mà đánh nhau ở blue là lý do vì sao nhỉ? Rất thông minh. Tại sao lại đánh có pha đánh nhau ở blue nhỉ? Nó sắp sửa thuộc về Evos. Còn đòn đánh thường 1.000 tiền. Và đây là cái trụ rất quan trọng khiến cho Gam. Gam không thể nào đưa No Way ra đường giữa được. Bạn chỉ có thể đưa kiểm soát khu vực nửa bản đồ. Vấn đề là đảo đường. Điều đấy đang khiến cho cái thế trận à, quyền nghĩ sao về Faker hiện tại ạ? À, và ngày xưa ạ, à, em muốn biết suy nghĩ của anh về Faker. Cảm ơn Mắm Linh nha. À, Faker à? À, Faker ngày xưa thì tất nhiên là hay hơn rồi. Nhưng mà có vẻ như là Faker ngày xưa thì không có nhiều midlane, không có nhiều midlane hay để thực sự đối đầu cả Faker. Nhưng mà Faker bây giờ thì chắc là Faker bây giờ vẫn hay nhưng mà bây giờ có rất nhiều người chơi đường giữa hay để có thể mà đánh đối đầu trực tiếp với cả Faker. Thậm chí là có những người mà lấn lướt hơn. Thậm chí là có những người lấn lướt hơn. Ví dụ như Soulmaker chơi cũng rất là ghê. Soulmaker đánh kỹ năng ghê lắm.
toàn cái đội hình của Damwon, thằng nào chơi kỹ năng cũng ghê. Đặc biệt là thằng Nuguri, Canyon với cả Summaker, ba thằng đó là kỹ năng bã cháy luôn. Tạo ra một khoảng trống cho Warzone được farm rất mạnh mẽ khu đường giữa. Anh ta sẽ tiếp tục bám trụ ở đây. Chó vi. Anh ta cùng với Ryze chó vi nữa đúng không? Cái lúc mà Griffin mới lên ấy, trừ khi là chầm. Anh ta bị ganh và phải lên bảng điểm số. Chó vi chầm á. Với cơ hội nhỏ nhoi và vô cùng khó để anh ta phải lên bảng khi anh ta còn nguyên cả thanh tẩy tốc biến cùng bộ combo của mình và cả chiêu cuối phân tranh thiên hạ nữa. Gearby Marine bây giờ sẽ phải chơi một cách hòa hoãn hơn. Họ bây giờ cần phải nghĩ trong đầu rằng là dàn chắn của mình cứng hơn. Sivir trong dàn cuối trận đấu sẽ gây được một lượng sát thương lên diện rộng tốt hơn. Nhưng chính bản thân của Evox cũng sẽ có một suy nghĩ tương tự. Zero Day lên đồ này không có đam rồi. Và khi chiêu cuối của Taric bật lên, Stark sẽ được chơi một cách thoải mái. Yijin vừa đột nhập vào bụi cỏ nhỏ và anh ta đã bị lộ. Trong khi đó khu đường giữa Warzone quả thực vẫn đang là người duy trì được thế đầy được. Pha đó thì không biết rằng Stark đã báo cho đồng đội của mình con mắt chưa. Con mắt nó cắm rất là lộ. Nếu như có lính hoặc là Stark ở gần đó thì chắc chắn sẽ phải biết con mắt đó. Nhưng mà Yijin vẫn đi thẳng vào như vậy thì có lẽ là Stark đã chưa báo kịp cho đồng đội của mình. Và do đó, Yijin vừa rồi bị hở xương. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no, perfect work. Nhẹ một cái. Nhưng mà cơ bản là bên phía Zero Day anh ta không có cái áp lực ở đường giữa cho nên bên phía của Gam. Ừ, ví dụ áp trong tình huống Zero Day khỏe. Đúng rồi, lúc này Warzone vẫn còn ghê mà. Để gây áp lực. Đánh có lại bá trái lắm á. Bây giờ khi mà anh ta đi xuống dưới thì Zizin đã biết rồi, nó trễ rồi, đối phương đã sẵn sàng để có thể phòng ngự. Bây giờ xuống đây là tự sát đó. Pha này thích thì chơi, pha này thích thì chơi, bật ulti chơi. Andy Phẩm donated 1 đô la Mỹ, bắt một mới debut được kỳ vọng mà sao giờ đi luôn rồi thầy. Cảm ơn Andy Phạm nhá. Bụt một thì ở đánh chỉ ở mức khá thôi. Không phải là những người chơi top đầu cho nên là kiểu chắc cũng kiểu nghĩ là không muốn chơi nữa cho nên là về đi học lại thôi. Cũng được. Ai phải nằm xuống cả nhưng Warzone đang có nhiều khoảng trống đẩy đường giữa. Anh ta đẩy tới trụ 2 lúc đó. Hết vũ trụ rạng ngời. Ui pha này. Pha này mất R rồi này. Nằm xuống đó là Zero Day với điểm mà cũng dịch chuyển bỏ. Nhưng Warzone vẫn đang đẩy ở đường giữa. Pha này ta đánh mất R rồi này. Chặn được rồi. Hay. Chặn được Zero Day. Chặn được. Nhưng vấn đề là Warzone có đẩy kịp hay không? Tốc độ rồi ơi, ăn được cái trụ này là binh. Và với tốc độ này, ăn được cái trụ này là đi. Evoz có cái đội hình này lúc nào bí là lôi ra. Warzone đem đội hình tủ á, đội hình tủ á. Và thoát đi rất nhanh chóng lên khu vực rừng trên, không ảnh hưởng gì cả. Archie cũng đảo ra khu đường giữa này tìm kiếm một cơ hội mỏng manh. Nhưng tôi tin rằng cơ hội đấy nó sẽ không thể đến khi Camille đã bọc hông để cho người đồng đội Warzone của mình có thể lùi về an toàn. Pha đó rõ ràng là Gam gượng ép. Rõ ràng là họ chỉ có thể thành công nếu như mà họ đánh ngay cái lúc mà Zizin đang đứng ở cái bụi cỏ đường trên kìa. Còn bây giờ khi mà Zizin đã về tới nhà, đi xuống đường dưới. Hồi xưa Tele bỏ được. Sống cố chết, lao vào. Thì họ không có lời, pha trao đổi vừa rồi vẫn là trao đổi lỗ. Gam lấy một trụ đường dưới nhưng họ mất cái trụ hai đường giữa. Đổi cỡ nào tôi cũng thấy Evoz lời cả. Họ di chuyển rất đông các thành viên, họ còn tốn thêm cả dịch chuyển đến từ Zero Day nữa. Đúng là rất nhiều những thông tin cho chúng ta thấy rằng Evoz đang là đội tuyển lời hơn sau pha di chuyển vừa rồi tới từ Gearby Marine. Hình như sắp tới pha blue này đúng không? Có thể cảm thấy lời sắp tới pha blue này đúng không? Cục của họ hiện giờ nằm hết trong tay của Zero Day. Pha blue là xong luôn á. Con Zero Day. À xin lỗi, con Ryze. À pha blue cũng chưa xong. Thật sự là hung thần như thế nào. Nhiều khi mà nhân tướng hợp nhất thì chúng ta lộ đúng không? Đúng là như vậy. Pha blue thì cũng chưa xong nhưng mà có một pha bắt Stark hoặc Stark chạy được là thôi đi. Đi game. Thì để coi LRG nếu Violet mà thắng được với người chơi toàn diện chung kết thì may ra thì LRG Violet người chơi toàn diện đó. Hoặc là Warzone chẳng hạn, tôi biết khá là đánh bằng cái đầu khá là thần tượng Easy, kỹ năng còn ghê nữa. Nếu như có thể lên ngôi vô địch trong toàn diện đấy, còn AG thì chắc là Warzone cũng rất là phải đưa xạ thủ của mình dài thăm thẳm và họ phải chắc chắn rằng không có một con mắt nào để cho Stark có thể dịch chuyển để chặn đường hoặc là không có góc để cho Zizin có thể lon qua được phía sau lưng của Noway ở đường giữa. Và thêm một điều nữa đấy là cái tình huống chia người để lẻ của nó rất hên xui vì người đối đầu trực diện với Camille của Stark là Ryze của Zero Day không mày đá mà là gãy người đúng không? Nói không ngượng mồm tập bằng dây móc thì nó không ngượng mồm rất cao để cho Stark có thể có được điểm solo kill trước Zero Day. Thực ra con Camille này nó rất là mạnh ở solo, chúng ta không cần nói là chống chịu hay là pháp sư, sát thương của nó là sát thương chủng. Và khi mà tạo giáp là giáp dựa theo
hàng phép đối phương, còn ý là giáp dựa theo cái khả năng tấn công của đối phương là cái gì. Thì 1-1 là con Camille rất là mạnh, cho ai đi cũng vậy thôi, vấn đề là cho người nào đi để cho có đường lui kìa. Thì Zeo đây độ cơ động kém, mà ta phải có đường lui là cái trụ ở đường giữa, ở đường dưới. Chưa tới pha đánh blue à? Và dường như chưa tới pha đánh blue à? Nhìn anh ta biết rằng Warzone tốc biến, Warzone phải thoát đây, được đây, đường này, tạm thoát được. Phải dừng hiệu triệu lần hai, ôi bù mắt tôi rồi. Hay là pha này là biết là chạy được rồi, cho nên là R chỉ đẩy lính thôi. Đẩy lính nhưng đẩy cỡ nào cũng không lại với một con Asia đang phòng ngự cả. Đặc biệt là mà bù mắt được. Quá cẩn thận. Có chắc chắn rằng Warzone đang muốn hướng tới cái dây chuyền trên tập Banshee. Anh ta sợ Sejuani, anh ta sợ On và anh ta đang muốn lên dây chuyền. Ngày xưa thầy solo với một một và cứ TV thầy thua, nhìn mặt thầy cay hài. Cái dây chuyền trên tập Banshee nó sẽ có cái lợi điểm đó là. Ok ok. Tôi luôn nghĩ rằng đối với Hỏa Dương Hiệu Triệu thì cái lúc này con Sylvia bị lỗi hiển thị, nó cứ giật này. Nếu cả giật cả giật này. Dây chuyền chiến thuật vô hiệu hóa, bạn không bị làm chậm, bạn sẽ rất dễ dàng trong việc xe, nó cực kỳ mạnh trong việc đối. Đây à, cái khúc này bắt, cái khúc này bắt à. Chưa. Khi combo càng càng quét, kiểm soát tầm nhìn khu vực đều cần. Như sắp rồi cái khúc bắt Rolobe rồi sao? Lời anh ta chưa hoàn thành xong cái tam hợp. Và bây giờ quãng đường để anh ta tới với cái tam hợp. Sắp tới cái khúc bắt Rolobe rồi. 33 đồng nữa mà thôi, và tôi tin là anh ta đủ rồi. Đây, sau đợt đấy này đánh kiểm soát như LCK ấy nhỉ. Là cái ngưỡng sức mạnh mới. Nhưng kiểm soát như LCK luôn. Nói nãy giờ rồi, có trụ Zero đây không tiến quá cao. Rồi, Hỏa Dương Hiệu Triệu trúng hai người. Đó là đụng đạn chiêu cuối không trúng ai của Warzone, xin mất nhiều máu phải chạy về. Nhưng Gam đang hết tài nguyên, trúng hai người. Thế nhưng họ đang có là che. Warzone đã có người che rồi. Hỏa Dương Hiệu Triệu trúng hai người. Đó là đụng đạn chiêu cuối không trúng ai của Warzone, xin mất nhiều máu phải chạy về. Nhưng mà Warzone cũng có thanh tẩy. Nhưng Gam đang hết tài nguyên. Nhưng mà Zin nó trâu cho nên nó che được pha này. Muốn tạo ra đột biến. Họ có thể tính được có sự xuất hiện của một ai đấy phía sau lưng của Warzone. Nhưng đó là Yijin. Và Yijin rất chủ động đưa tâm thân của mình lên cản bố la băng hàn, cản đủ mọi thứ. Và kể cả chiêu cuối của Asia không đẩy được ai cả. Mà thực ra là chẳng cần Asia xuống chiêu cuối luôn thì vẫn sẽ lùi về được đến từ cả hai thành viên của EVOS. Khi Yijin sử dụng cú chiêu cuối chinh phục của mình vào thẳng Driskai, anh ta nhận lời đỏ. Hơi mạo hiểm. Và tôi thấy có dấu hiệu chết chóc ở đây. Chạy. Họ sẽ bị tấn công. No way chạy. Ừ, pha lại không R được. Ôi, tại sao Stark không? Pha lại sửa tắc mà R là chết. No way. Anh ta có thông tin phía sau lưng. Anh ta sợ mà rồi nếu chết mình lao vào thì mình trong gặp Slay cứ bần bần. Tôi nghĩ rằng chẳng có cái nguy hiểm gì cả. Slay lúc này nó ốm quá. Đánh dấu đến từ Taric và sẵn sàng. Nó ốm quá. Đến từ Taric, vũ trụ tặng người đặt ra. Một cái đúng không? Tự nhiên bây giờ mà Stark nằm xuống, đối phương ào ra Baron chẳng hạn. Đây là phút hoa biến của No Way thôi, đổi lại là cái khúc này, khúc này. Và bây giờ thì anh ta vẫn quyết định là hướng tới. Sắp tới khúc bắt Rolobe chưa? Bắt Rolobe, bắt không được không thua luôn. Nếu mà càng đánh ấy, cái thế trận càng đánh ấy thì là Evos càng có lợi. Sau đây cùng với Sivir, nó là hay là những cái tình huống dòng chảy năng lượng và quá tải tới từ Zero đây. Hơn một cấp, Zero đang hơn một cấp so với lại Stark. Vào lưới kiểu trang bị này thì ta không ngại việc bị kiếm. Nhưng mà lúc đó thì Stark với lại Zero chưa tới khúc bắt trong blue nhỉ, lâu nhỉ. Đây. Muốn chơi cẩn thận. Được xem nào. Tâm chí nghĩ rằng game khúc này là vượt pha băng trụ trong tình huống thi đấu này. Là đang di chuyển ra này. Muốn chơi cẩn thận hơn. Họ quay sang vì kiểm soát tầm nhìn khu vực. Bắt Ron này. Cái khúc này bắt Ron nhưng mà kiểu Ron ấy, nó cầm sách phép, nó có thanh tẩy, rồi nó ulti. Nó sống được thêm một lúc. Sống được thêm một lúc. Nhưng mà cái lúc này ấy bên phía của Gam đâm sâu quá này. Đâm sâu quá rồi này. Chỉ được chặn đồ mà thôi. Chặn đồ bị giữ lại. Bị chói ai. Slay ulti trúng 4 người. 1 đổi 1. Này, pha này. Nói gì với cả Warzone đi. Pha này là vờ trần luôn đấy, vỡ trận luôn đấy. Và tốc biến, hạ gục thành công. Pha này vỡ trận luôn đấy. Chỉ còn một mình Zeroth mà thôi. Đây sẽ là con Baron dành cho EVOS. Bởi vì Gam đã mất tới 4 người trong một tình huống họ cố gắng hạ gục Ronobi. Họ biết rằng Ronobi không có tốc biến, nhưng họ không đủ sát thương dồn trước một Taric có vũ trụ rạng ngời. Và bây giờ Baron đang nằm trong tầm kiểm soát. Có vũ trụ rạng ngời cộng với cả thanh tẩy nữa. Con Baron vừa rồi nó đem lại quá nhiều thứ. Nó thực sự là một cái chìa khóa để mở ra một cánh cửa bí mật, một cái cửa mà EVOS đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Giờ thì cái sức phòng ngự các thành viên đội tuyển Gear by Marine mặc dù là vẫn có với nói chung là với cái đội hình này ấy, với cái đội hình 1-3-1 ấy, mà một khi mà đã có được con Baron là thôi xong, là đi. Là sau cái pha này ấy, ăn được Baron là thầy ngồi ở trong là thầy chắc chắn win rồi. Tại vì đã đánh cái kiểu này quá nhiều rồi. Còn cái trận Fnatic là do
kiểu Stark lúc ấy nó cũng gánh, nhưng mà là do nó quá ham BK thằng Cáp thôi, nó quá ham giết thằng Cáp thôi, chứ không là đánh cái kiểu này. Cái trận Atlantic, trận gặp Atlantic đầu tiên cũng thắng, cái trận ở MSI ấy cũng thắng mà thôi. Với những cái nảy bật của mình, như dễ dàng trở nên khó khăn hơn nhiều, đặc biệt là những cái đường đầy lẻ. Thứ mà tôi đang chưa thấy trong bàn đấu này, đấy là những cái cờ lệnh nhiều triệu được lên bởi thành viên đội tuyển EVOS. Ngồi trong đang kiếm quán ăn rồi. Không thực sự cần tới nó. Người đầy lẻ của họ có một tốc độ phá trụ quá nhanh, và thử để cho Stark có tầm khoảng 5 giây mà thôi chống với một cái trụ mà xem. Những tình huống kích hoạt cái giác thức chuẩn xác cùng với cái nội tại đến từ tàu kiếm sẽ khiến cho anh ta bào đi ít nhất là 3/4 lượng máu trụ. Tới lúc này là thấy anh ta sẽ lùi về được, anh ta chắc chắn sẽ lùi. Tới lúc này là thấy win rồi, nhưng mà tụi em xem cái pha này bắt Stark này. Tụi em xem cái pha này bắt Stark này là thấy no hope luôn. Gam đã bật chiêu cuối của No Way. Là thấy là chiến thắng. Chiến thắng trong túi rồi. Hóa dương hiệu tiểu, làm chậm lần một, hất tung lần hai. Rồi CC này, ném này, ném này, ném này. Rờ vô này, đánh này, lấy siêu này, e đi này, không chết luôn, không chết luôn, là thôi xong rồi, là kiếm quán ăn là vừa. Warzone đã tới và Evos bắt được No Way, Evos hạ gục No Way, Warzone đang tràn lên, Zeros không còn tốc biến nữa và Zeros chẳng thể làm việc gì người khác ngoài chuyện nằm xuống. Double kill cho Warzone, Slay tấn công vào Chris Kay. Archie không có đường về, không thể thoát ra được. Và cả hai đội tuyển đang thi đấu một lối chơi quá nhanh, nhưng đội đang tỏ ra là nhanh hơn và cẩn thận hơn là EVOS. Tôi tin rằng không có gì có thể lý giải ngoài kỹ năng cá nhân trong pha thi đấu. Sau cái pha này là đi rất khéo léo. Anh ta lựa chọn thời điểm là Ashiba sử dụng cú chiêu cuối ngay lúc bật tay móc thoát ra. Anh ta là một solo kill zero đây. Anh ta có cơ hội. Chiêu cuối đã bật lên, có thêm một bay, chuyển thoát đầu đến từ rêu đây, nhưng không có cơ sở để anh ta có thể tay đôi thắng lại được trước Stark và đã có đường trên dành cho EVOS. Cái lúc này là biết thằng chắc rồi. Khi mà một mình rêu đây chỉ có thể đánh, nhưng truy đuổi ai nếu kịp tôi cũng không thấy sự nguy hiểm. Chi cá em lại bật chiêu cuối của No Way cố gắng, nhưng truy đuổi ai đây, ôi bố la băng chẳng có tác dụng gì cả. Tiếp kèo luôn là quấn lắm rồi. Và thực ra nếu kịp tôi cũng không thấy sự nguy hiểm. Đúng rồi, con chun đồ mà nó hút R. Hút R con Seju là một này. Hút R con On cũng được. Nhưng mà hút R con Seju thì cái lúc mà con Seju chưa vỡ cái lớp siêu ấy, là nó có mấy trăm giáp, mấy trăm kháng phép rồi. Hút là trâu lắm. Counter mà, counter mà. Nhưng thứ có thể pha này sửa tắc không chết luôn. Có lẽ là việc đi. Mà Archie không dồn sát thương cùng với No Way. Pha này gan đi. Archie vẫn hở lại một tí máu dành cho Stark để thoát đi sau pha bắn dây móc không chết rồi. Biến về được xong tê lê lên. Trong đấy thì lượng sát thương bây giờ của Warzone không cần phải bàn cãi nữa, đó là quá nhiều đối với một Asia đã có từng này trang bị. Archie đã làm tất cả những gì mình cần, nhưng từng đấy tăng tốc, từng đấy sự né tránh khéo léo đến từ anh ta không đủ để thoát ra khỏi được Mario có bàn tay băng giá. Sẽ là một con rồng dành cho bên phía của EVOS. Con rồng cũng không thực sự gọi là quan trọng lắm, nó vẫn là một thứ mà EVOS sẽ lấy trước. Lúc này hít kèo giã đồ. Câu hỏi đặt ra tiếp theo là lộ mặt thật rồi. Chọn đường nào để có thể đẩy vào. Bây giờ họ quá mạnh. Hãy nhìn vào KDA và trang bị của Warzone và Slay. 403 và 302 chưa một lần nằm xuống. Cái lúc này ấy, không phải là chạy không lại, mà là cái khúc này ấy, là Stark phải chết rồi. Cái khúc này là Stark phải chết rồi ấy. Nè, tụi em xem là cái khúc này là phải chết rồi. Làm sao mà nó có thể sống được nè. Nó đánh, nó rờ vô, nó lấy luôn một cái lớp siêu. Nó vừa hay mà nó có vừa cooldown được cái lớp siêu hên. Không đủ sát thương. Không đủ sát thương, tại thọt. Đi. Mà Gam có thể hạ gục được hai thành viên chủ chốt ghi vốt được nữa cả. Họ không có sát thương dồn. Đúng rồi, đây, không còn cửa nào mà đánh nữa. Nhưng đó là câu chuyện của 15 phút nữa. Tôi không chắc rằng EVOS cho Gam bao nhiêu đó thời gian. Họ 4 thành viên. Đúng rồi, tràn vô mà đập thôi. Không có một cơ hội nào. Tràn vô mà đập thôi. Tại vì cái đội hình này ấy, là nó muốn đánh 1-3-1 ấy, là nó phải chờ đồ. Mà lúc này là nó cũng đã xanh rồi. Lợi thế quá trời rồi. Là nó đủ đồ rồi, là đập luôn, đập liên tục. Là quá thừa, bởi vì bây giờ hãy nhìn vào chỉ tầm tràn lên đập liên tục thôi. Khả năng phòng ngự bị giảm đi mất một nửa đến từ Gear by Marine mất thôi. Anh ta quá giàu so với phần còn lại của bàn đấu này, kể cả có là Everyone chăng nữa. Gần 4 món lớn và 10 stack của phong ấn hắc ám trên người của Asia đem lại một lượng sức mạnh thật là 468 tại phút thứ 28 của bàn đấu này.
Và Zero đây đang quá bận rộn với việc giải quyết đợt lính siêu cấp ở đường trên. No Way và Archie đang cố gắng tràn ra, nhưng liên tục là những phát bắn thần bí của Slay đẩy lui Gam về. Họ vẫn gặp một chút xíu khó khăn trong việc chạm được và hạ gục những cái trụ ba của Gam. Lộc vấn đề thua, bây giờ còn tôi nghĩ là Lộc không hèn bắt tay xin tác là 5 người chứ không phải là 4 người. Cùng ánh hình như là có bắt tay mà nhiều máu, nhưng bị lính cát của Warzone đẩy ra khỏi trụ. Hình như là có bắt tay mà, chỉ không bắt tay Beyond thôi. Tay dài, những tình huống tấn công chớp nhoáng và Sivir có thể bị khắc chế bởi những cột băng được tạo ra bởi Trundle của Jijin. Các thành viên đội tuyển Evolve chuyển tuyển nghiệp by Marine. Cứ Apple rồi. Đó nên là Riot, bởi vì Riot. Cứ Apple rồi. Cờ lệnh hiệu triệu. Với lại Zero đây, họ mất rất nhiều thời gian để giải quyết cái con xe có cờ lệnh hiệu triệu. Chỉ có một người giải quyết thôi là No Way. Và nhưng nếu No Way rời coi đường giữa, ba đứa bên Evolve farm bằng thời gian luôn. Ở đường dưới thì Evolve sẽ tràn vào rất là no dễ. No Way farm cháy nhờ 330 con thì mới có cờ hơn thời gian 50 con. Đã tới lúc mà cái bùa lợi Baron của Evolve 332 con hết tác dụng rồi. Đó mới đang là vấn đề. Giờ sẽ chỉ là đơn thuần sức mạnh đến từ những cờ lệnh hiệu triệu, không có sự kết hợp đến từ bùa lợi Baron. Anh và nói về vụ drama team vote kích Warzone đi để tuyển người khác đi. Drama vote kích. Anh ta có cơ sở, anh ta. Cái vụ đó không phải là vote kích, em ơi. Cái vụ đó ấy là tụi nó kêu là Rốt nó bị out meta, nó không chơi được meta đấy. Chỉ tuyển thêm người dự bị thôi. Nhưng mà Rốt nó không chịu. Rốt nó không chịu. Lên chim trên team muộn vô tình nghe được. Chắc là chỉ vô tình nghe được là tuyển thêm người dự bị thôi, chứ ai nói là kích nó đâu. Chẳng qua là nó không muốn có người dự bị cho nó thôi. Chứ nó giúp team vô địch mà ai mà kích nó. Cứ rốt, cái tôi em quá lớn. Ai mà kích được nó. Chẳng qua là cái meta này nó không hợp meta, nó là Irelia rồi Aatrox đồ á. Thằng Rốt nó chỉ chơi pháp sư thôi, nó không chơi mấy con đó, Akali nữa. Con Akali sửa lại này, con Ire sửa lại này, con Aatrox sửa lại này, ba con đó meta damage mạnh. Nó không chơi được. Faker cũng có người dự bị mà, nhưng mà nó lại không muốn dự bị. Ta lao ra giữ chân Griskai và có thêm cả Slay ở đây. Lượng sát thương được gây ra trong tầm khoảng 1 giây rưỡi vừa rồi bởi sắc. Nó phải lên con số 2500. Và bao nhiêu nó phải là 2500. 30 giây là đủ để cho bên phía Evolve endgame giữa bên Warzone. Họ đẩy tiếp hay uống vào Hóa Dương hiệu triệu. Zero đẩy tung đối phương. Họ đã chạm một. Lúc này là gấp lắm rồi, lúc này gấp lắm rồi. Họ mất một người rồi. Bật ulti tràn vào luôn. Tay vào chiếc của đất rồi. Họ muốn vào Hóa Dương hiệu triệu. Zero đẩy tung đối phương ra. Đây là vũ trụ rạng ngời. Evolve băng trụ. Play đang bắn thoải mái. Anh ta bắn liên tục với Zero. Anh ta hạ gục Zero. Nhưng No Way cũng đang bắn được. Anh ta bị đẩy về. Warzone lên tiếng. No Way nằm xuống. Griskai lao ra bộ la băng. Nhưng Ronobi có khăn giải thuật. Zero đây vẫn đang cố gắng gây sát thương. Gặp anh đi xuống cười tươi nên Warzone hơi cay vụ đó. Guto dự bị cho giáo sư lên hiểu tâm lý. Lúc đó có rồi là. Cái đó anh không nhớ. Nhưng mà không có kích nó. Chẳng qua là cái tôi nó lớn. Nó không chấp nhận là nó bị out meta. Cái meta đó. Nói chung là cũng cố gắng chơi con Aatrox hay cố gắng chơi con Ire. Nhưng mà nó chơi dở thật. Nó bị out meta. Mà meta đấy thì mấy con pháp sư của thằng Rốt thì lại sợ mấy con đó. Warzone nói dự bị tội lắm nên không ai muốn ai dự bị cho mình. Ừ. Thì đúng là dự bị tội thật. Anh ta hạ gục được Ronobi. Nhưng anh ta hết máu rồi. Warzone đang đứng đợi. Slay đang đứng đợi. Và Zero đây nằm xuống. Quét sạch cho Evolve. Và chúng ta đã tìm được tầng vương của VCS. Đó là Evolve. Đó chính là Evolve. Một đội tuyển trẻ. Slay khóc không? No Way bị sai khớp cổ tay, không có ai thay, phải tiêm thuốc tê để đánh, em buồn quá. Xin chia buồn với em. Em chắc fan Gam chân chính đúng không? Nhưng mà nếu mà thay người đánh thì làm sao mà lại có đứa nào đánh hay như No Way được, đúng không? Vậy mới thấy thương lịch sử Phú Yên. Rất bản lĩnh trong dàn vòng bảng. Tự tin thi đấu đến với trận đấu cuối cùng cùng đương kim vô địch của giải đấu, một đối thủ sưng sỏ. Và chúng ta nhận tưởng rằng Evolve sẽ gặp những áp lực về tâm lý khi họ bị dẫn trước 2-1. Họ đứng trước nguy cơ bị thua trận đấu thứ tư. Nhưng không,
họ giành chiến thắng về đấu thứ tư và tức luôn cả ngôi vô địch của Game Marine với ván thắng thứ năm của mình. Mọi thứ có vẻ như khó khăn hơn là những gì EVOS nghĩ trước khi trận chung kết bắt đầu. Nhưng mình lập câu bắt tay rồi. Trận chung kết vẫn là một kết quả mà rất nhiều người đã nghiêng về là chiến thắng dành cho EVOS. Là một kết trước khi trận chung kết bắt đầu. Bỏ qua trận đắt luôn. Vẻ như khó khăn hơn là những gì EVOS nghĩ trước khi trận chung kết bắt đầu. Ai còn vợ lộc, còn vợ lộc ẩu. Sao vậy chồng? Sao lại chồng? Nhưng chấm hết trận chung kết vẫn là một kết quả mà rất nhiều người đã nghiêng về là chiến thắng dành cho EVOS. Một cái tên mới nhưng với rất nhiều những người chơi kinh nghiệm, họ đã làm được điều mà anh kêu là sang bắt tay tụi em là năm nửa đánh thôi, tự nhiên Beyond cũng sang bắt tay luôn. Là bên kia cũng ngại nữa. Mà có lẽ như trước khi giải đấu để bắt đầu không nhiều. Bắt tay rồi đúng không? Bắt tay rồi mà. Chắc là anh cũng nghĩ là bắt. Anh hỏi thằng Lộc là con vợ Lộc cũng kêu là bắt tay rồi. Với này, hay là bắt tay luôn này. Này, không phải. Đó, khúc này là bắt tay luôn rồi này. Đó, bắt tay rồi. Đó. Nhưng mà khúc này bắt tay rồi cho nên không bắt tay nữa. Bắt con đi mình may mắn này, bắt gì mà bắt lắm. Nhưng chấm hết trận chung kết vẫn là một bắt một lần rất chứ. Nhiều người đã nghiêng về là chiến thắng dành cho EVOS. Một cái tên mới nhưng với rất nhiều những người chơi kinh nghiệm, họ đã làm được điều mà có lẽ như trước khi giải đấu để bắt đầu không nhiều người nghĩ họ có thể làm được. Đó là nâng cao chiến cúp vô địch Ashiba 2018 mùa xuân. Wow, một lần nữa xin được chúc mừng không phải là 5 mà là cả 6, cả 7, cả 8 thành viên của EVOS. Nỗ lực của họ bắt tay rồi đó, em bắt tay rồi đó. Như anh nói, thời gian tập luyện chung của họ không bao lâu, thời gian mà họ thành lập đội tuyển EVOS cũng chưa bao lâu trước đây. Nhưng với sự nỗ lực của tất cả các thành viên đến từ ban lãnh đạo, đến từ ban quản lý. Lúc này đẹp trai quá ha. Trời ơi là trời. Shibas. Nhưng Shibas. Với sự nỗ lực của tất cả các thành viên đến từ ban lãnh đạo, đến từ ban quản lý và cả huấn luyện. Lúc này để quả tóc này đẹp trai quá ta. Để quả tóc là đẹp trai mà đúng không? Để quả tóc là đẹp trai mà. Palette chúng ta đang thấy ở đây nữa. Họ thực sự bản lĩnh và giành được chiến thắng trước đội tuyển mà tưởng chừng như sẽ. Lúc này là ngủ hơi ít, mắt hơi nâu, ngủ hơi ít. Lúc này ngủ hơi ít. Tụi nó cũng chai hạt lắm. Tụi nó cũng ngủ ý lắm. Liên minh điện thoại Việt Nam trong vòng 2-3 năm nữa, EVOS đã làm được điều mà họ được lập ra để làm. Tham vọng của họ ở trước mùa giải này thực ra là đầu họ môi cập nhật à? Nó từng bước một. Không, không phải đầu môi. Trận thắng đầu tiên khi tôi hỏi Violet trong những lần phỏng vấn, Mulet mục tiêu của đội anh là gì, cho tới khi họ thắng tới 6 trận liên tục rồi, anh ta vẫn chỉ rất khiêm tốn: chúng tôi muốn đứng top 4. Nhưng sau đó khi mà họ gần như là bất bại giai đoạn vòng bảng, thua đúng 2 trận và từ từ tiến vào trận chung kết với ngôi vị là Nhật Bản, thì mục tiêu và cái tham vọng của họ lộ rất rõ. Warzone nói rằng chúng tôi sẽ hủy diệt Gam. Họ nói rằng chúng tôi sẽ thắng 3-0. Mặc dù họ không làm được điều đó, nhưng giờ làm hát dòng thôi, về giờ làm đánh là quyền hát dòng. Vô địch EVOS đã lên ngôi vô địch của VCS 2018 mùa xuân. Và top 4 thôi, top 4 thôi. Mùa này cũng chỉ vào top 4. Mùa này cũng chỉ họ vào top 4. Họ là đại diện của chúng ta tại Mid-Season Invitational 2018 diễn ra tại châu Âu. Tại sao lại phải vào top 4 trước tụi em? Tại sao? Cái gì có vẻ lag không muốn làm từ thiện à? À, Shiba mấy thanh niên lại lag lại ẩu. Mấy thanh niên lại lag lại ẩu. Để qua coi, đang định nói gì ta? Đang định nói gì nhỉ? Vừa tính nói gì mà quên mất rồi. À, vào top 4 trước để được đánh bo 5. Vào top 4 trước để được đánh bo 5. Ok chưa? Sức mạnh của thầy là bo 5.